mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho những bức tranh, đó chính là một ấm nước cùng với hai ly trà, một ấm trà cùng với hai ly trà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh này của mình nha các bạn ơi. Nè. Chúng ta sẽ tô màu cho chiếc ấm này nhé. Mọi người ơi, mọi người hết gì thì chỉ có lấy mà hết. Mình sẽ tô màu xanh dương trước nha mọi người ơi. Ngơ ngác ngớ ngàng bật cửa. Chắc là tại chưa thấy Tinh Tinh. Mọi người mà xem mọi người không nói gì là biết ý ngay đấy. Mình sẽ tô màu xanh cho mình cái bình ấm trà nha mọi người. Chị Ngân đây, sếp của em cứ làm lâu đi thôi. Ngân lấy Asphalt rồi à? Ghê thế. Ăn nhanh thế. Dương đi. Dương Khải. Đông. Hà có lấy đâu mà. Hà bảo nhà Hà cũng bán mì nên là không mua. Còn nhà em thì không ăn lẩu nên nhà em không mua. Đó là cái đó là thật. Tiếp theo mình sẽ tô màu hồng cho phần nắp ấm trà nhé, cùng với những ly trà này. Những ly trà này mình cũng sẽ tô màu hồng nha. Đây là cả một bộ ấm của nó nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ tô những cái phần đế của cái ấm trà cũng như phần đế được những cái ly trà này nhá. Mình sẽ dùng sang cái màu vàng để tô màu phần đế nha mọi người. Đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn.
Và đây là bích xanh mà mình đã tô màu cho nhà những cái ly trà và những cái chén uống trà nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo cho cái mẫu tô màu về hình ảnh cái ly trà và cái ấm trà bộ bình uống trà này của mình nha các bạn. Và cái video tô màu cho hình ảnh bức tranh về những ly trà và ấm trà này của mình đã hoàn thành xong. Và đây là tác phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tô tiếp theo. Và mọi người xem video thì hãy nhớ ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình một lượt like, một lượt share cũng như ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa nha các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.